Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Trung Quốc cảnh báo hậu quả không tưởng nếu dồn ép cường quốc hạt nhân. Phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế về An ninh và Chiến lược lần thứ tư diễn ra hôm 19 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành đồng ý với đánh giá của Moscow rằng sự mở rộng không kiểm soát của NATO ở Đông Âu và việc không giải thích được các lo ngại về an ninh quốc gia của Nga đã mở đường cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine. Ngày 24 tháng 2, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine với mục đích phi quân sự hóa Ukraine, đảm bảo nước này không còn gây ra mối đe dọa nào đối với Nga hoặc các nước Cộng hòa Donbass mà Nga công nhận độc lập. Mỹ và các đồng minh NATO cáo buộc Nga bắt đầu một cuộc chiến tranh vô cớ hòng thâu tóm Ukraine. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đối diện áp lực ngày càng gia tăng từ phương Tây về việc lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine cũng như cắt đứt thương mại với Nga lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng các biện pháp trừng phạt không thể giải quyết được vấn đề thứ trưởng ngoại giao trung quốc lạc ngọc thành nói các lệnh trừng phạt chống lại nga ngày càng thái quá các lệnh trừng phạt sẽ chỉ gây hại cho những người dân bình thường tác động đến hệ thống kinh tế và tài chính và khiến kinh tế toàn cầu xấu đi ông nhấn mạnh hậu quả của việc dồn một cường quốc lớn đặc biệt là cường quốc hạt nhân vào chân tường là không thể tưởng tượng nổi nguồn tin dẫn lời của thứ trưởng ngoại giao trung quốc nhận định Phát biểu của ông là Ngọc Thành được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm hôm 18 tháng 3 vừa qua xoay quanh vấn đề Ukraine. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu cung cấp hỗ trợ vật chất hoặc giúp Moscow né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.